Chương 11. Pavel Pavlovich cưới vợ. Sau khi đáp lại câu chào ngài, Ven Chernenov tự lấy làm ngạc nhiên. Anh cảm thấy quá đỗi bàng hoàng khi lúc này gặp lại con người ấy không hận thù, không tức giận. Và trong tình cảm của anh đối với ông ta ở cái giây phút ấy, có cái gì đó hoàn toàn khác lạ. Và thậm chí có một tiếng gọi nào đó hướng về một điều gì đó hoàn toàn mới mẻ. Buổi chiều dễ chịu quá, Pavel Pavlovich lẩm bẩm nhìn vào mắt anh. Ngài vẫn chưa về, Ven Chernenov khẽ thốt, có vẻ như không phải là hỏi, mà chỉ như vừa ngẫm nghĩ vừa đi. Công việc của tôi bị kéo dài, nhưng chỗ làm cũng đã nhận được rồi ạ, được thăng chức, có thể tôi sẽ ra đi vào ngày kia. Ngài đã nhận được chỗ làm rồi à? Lần này thì Ven Chernenov hỏi. Tại sao lại không nhận được? Pavel Pavlovich bỗng nhăn mặt. Thì tôi chỉ hỏi vậy, Ven Chernenov nói, vẻ xí xóa và cau có nhìn xéo sang Pavel Pavlovich. Anh lấy làm ngạc nhiên bởi quần áo, chiếc mũ đính băng tang và toàn bộ bộ dạng của ngài Chusovsky trở nên hoàn toàn lịch lãm so với 2 tuần trước đây. Ông ta ngồi trong quán bia này để làm gì nhỉ? Một câu hỏi quanh đi quẩn lại trong đầu Ven Chernenov. Alexei Ivanovich, tôi muốn thông báo với ngài về một tin vui mới. Ông ta lại mào đầu. Tin vui? Dạ, tôi sắp lấy vợ. Sao? Thì sau đau thương sẽ tới niềm vui. Đời là thế mà ngài. Tôi, Alexei Ivanovich, vô cùng muốn. Nhưng không biết, có thể lúc này ngài đang vội vì trông bộ dạng ngài như vậy. Vâng, tôi đang vội và tôi đang không được khỏe. Ven Chernenov bỗng nhiên thấy muốn thoát khỏi câu chuyện. Trong anh, sự sẵn sàng hướng tới một tình cảm mới mẻ đối với ông ta thoát biến mất. Ấy vậy mà tôi lại muốn. Pavel Pavlovich không nói hết điều định nói. Ven Chernenov im lặng. Thế thì xin để sau vậy, nếu chúng ta còn có dịp gặp nhau. Vâng, để sau. Ven Chernenov nói gấp gáp, không nhìn ông ta và cũng không dừng lại. Cả hai cùng im lặng một lát. Pavel Pavlovich vẫn tiếp tục đi bên cạnh anh. Nếu vậy xin tạm biệt ngài. Cuối cùng ông ta cũng thốt lên. Tạm biệt, xin chúc. Ven Chernenov trở về nhà vẫn lại trong tâm trạng phiền muộn. Cuộc đụng độ với người ấy ngoài sức chịu đựng của anh. Trên giường ngủ, một lần nữa anh lại tự hỏi mình, ông ta tới nghĩa trang làm gì? Sáng hôm sau, cuối cùng thì Ven Chernenov cũng quyết định sẽ tới nhà Pogorelsev, quyết định một cách miễn cưỡng. Giờ đây anh thấy quá nặng nề khi phải tiếp xúc với ai đó, kể cả gia đình Pogorelsev. Tuy nhiên, họ rất lo lắng cho anh. Chính vì thế nên nhất thiết phải đến thăm họ ngay. Anh bỗng có cảm giác không hiểu sao, thấy rất xấu hổ trong cuộc gặp lại lần đầu trở lại với họ. Đi hay là không đi? Anh nghĩ ngợi, ăn vội cho xong bữa sáng, và vô cùng kinh ngạc khi thấy Pavel Pavlovich thình lình bước vào. Dù đã gặp chiều tối qua, song Ven Chernenov cũng không tài nào hình dung nổi rằng con người này lúc nào đó lại đến nhà mình, và trở nên vô cùng bối rối, nhìn ông ta mà chẳng biết nói gì. Nhưng Pavel Pavlovich lại tự tìm chỗ cho mình, ngồi trên đúng chiếc ghế mà 3 tuần trước ông ta đã ngồi trong cuộc gặp cuối cùng. Ven Chernenov bỗng nhớ lại cuộc viếng thăm ấy một cách hết sức rõ ràng. Anh lo lắng và ghê sợ nhìn ông khách. Ngài ngạc nhiên phải không ạ? Pavel Pavlovich bảo đầu, hiểu được cái nhìn của Ven Chernenov. Nhìn chung, ông ta có vẻ thoải mái hơn so với hôm qua. Nhưng cùng lúc, lại thấy ông ta có vẻ ngượng ngùng, bối rối hơn hôm qua. Hình thức bên ngoài của ông ta đặc biệt đáng chú ý. Ngài Chusovsky không chỉ ăn mặc lịch lãm mà còn có vẻ đỏm dáng, trong chiếc áo khoác nhẹ mùa hè, chiếc quần sáng màu bó chẽn và áo gilet màu sáng, đồ phụ kiện hoàn hảo, không chê vào đâu được. Thậm chí người ông ta còn thoảng mùi nước hoa. Toàn bộ con người ông ta có cái gì đó buồn cười, đồng thời lại gây được một ý nghĩ lạ lùng khó chịu. Tất nhiên rồi, Alexei Ivanovich, ông ta tiếp tục người vặn vẹo cúm núm. Việc tôi tới đây khiến ngài ngạc nhiên, và tôi cũng cảm thấy điều đó. Nhưng giữa con người với nhau, tôi nghĩ thế này ạ. Có điều gì đó thực sự cao quý luôn được giữ gìn, theo thiên ý của tôi. Cái đó cần được giữ gìn, phải không ạ?
điều cao quý đó được gìn giữ trong mọi hoàn cảnh, kể cả những cái khó chịu nhất có thể nảy sinh. Có phải thế không ạ? Pavel Pavlovich xin nói nhanh và miễn khách sáo. Ven Chernenov cau có. Dạ, chỉ đôi ba lời thôi ạ. Pavel Pavlovich vội nói. Tôi lấy vợ và hiện đang định tới nhà cô dâu ngay bây giờ ạ. Họ cũng đang ở nhà nghỉ ngoại ô ạ. Tôi mong có được vinh dự lớn mạo muội làm quen ngài với gia đình họ và đến đây với một lời đề nghị đặc biệt. Pavel Pavlovich lễ phép cúi đầu. Xin được ngài tháp tùng ạ. Tháp tùng đi đâu? Ven Chernenov mở to mắt. Tới nhà họ, tức là nhà nghỉ của họ. Xin ngài tha lỗi. Tôi nói như thể trong cơn sốt và cũng có lẫn lộn một chút. Nhưng là vì tôi sợ ngài từ chối à. Và ông ta não nuột nhìn Ven Chernenov. Ngài muốn tôi đi cùng với ngài ngay bây giờ tới nhà vợ chưa cưới của ngài. Ven Chernenov nhắc lại, nhìn nhanh lên ông ta, không tin vào tai mình và mắt mình. Vâng ạ. Pavel Pavlovich bỗng trở nên bối rối lạ lùng. Xin ngài bớt giận, Alexei Ivanovich. Đây không phải là sự hỗn hào. Tôi chỉ đặc biệt kính cẩn cầu xin ngài. Tôi ước ao rằng có thể ngài sẽ không muốn từ chối việc này ạ. Thứ nhất, điều này nhìn chung là không thể. Ven Chernenov nói, không giữ nổi bình tĩnh. Dạ, đó chỉ là sự mong mỏi lớn lao của tôi, không hơn ạ. Ông này tiếp tục khẩn cầu. Tôi cũng không giấu giếm, tức là ở đây có nguyên cớ đấy ạ. Nhưng về cái nguyên cớ này, tôi xin được tiết lộ sau. Còn bây giờ, tôi vô cùng tha thiết xin ngài. Ông ta thậm chí còn đứng dậy để tỏ lòng tôn kính. Nhưng mà nhìn chung điều này là không thể, ngài cũng tự biết đấy. Ven Chernenov cũng đứng lên. Điều đó rất có thể chứ ạ, Alexei Ivanovich. Việc tôi sắp xếp làm quen ngài như vậy, như một người thân. Thứ hai, không có chuyện này, thì ngài cũng vốn là chỗ quen biết ở đó rồi. Đó là gia đình Zaklepnik, hiện đang ở nhà nghỉ, quan tham sự bậc năm Zaklepnik. Sao lại thế? Ven Chernenov vụt kêu lên. Đó chính là viên tham sự bậc năm mà một tháng trước, anh ròng rã tìm kiếm nhưng không sao gặp được ở nhà. Người có những tác động có lợi cho đối phương trong vụ kiện tụng kéo dài của anh. Vâng, đúng vậy. Pavel Pavlovich mỉm cười, vẻ khoái trá trước sự ngạc nhiên quá đỗi của Ven Chernenov. Đúng là người ấy đấy ạ. Người mà cùng với ngài vừa đi vừa chuyện trò khi ấy. Còn tôi thì đứng nhìn ngài từ bên hè đường đối diện. Khi đó tôi đợi để tiến đến gặp ông ấy sau ngài. 20 năm trước, chúng tôi thậm chí cùng làm một chỗ. Còn cái khi tôi tới gặp ông ấy sau ngài, thì trong đầu tôi ý nghĩ về việc lấy vợ chưa có ạ. Hiện giờ ý nghĩ ấy đột nhiên xuất hiện, mấy tuần trước thôi đấy ạ. Nhưng xin hãy nghe, hình như đó là một gia đình rất nề nếp. Ven Chernenov ngạc nhiên một cách ngây thơ. Tại sao thế? Nề nếp thì làm sao? Pavel Pavlovich nhăn mặt. Không, đương nhiên rồi, tôi không có ý nói. Nhưng theo chỗ tôi được biết, ở đó... Họ có nhớ... Có nhớ ngài đã từng tới đó à? Pavel Pavlovich sung sướng cướp lời. Tuy vậy, ngài khi đó không thể thấy hết toàn thể gia đình. Riêng bản thân ông ấy có nhớ ngài và rất tôn trọng ngài. Tôi cũng nói chuyện về ngài rất mực cung kính ạ. Sao có thể được? Ngài mới quá vợ có 3 tháng nay. Thì đám cưới có được tổ chức ngay bây giờ đâu ạ. Đám cưới sẽ được tổ chức sau 9 hoặc 10 tháng nữa. Như vậy là mãn tang sau đúng 1 năm. Xin hãy cứ tin, mọi việc sẽ tốt đẹp ạ. Thứ nhất, Fedosey Petrovich biết tôi, thậm chí từ hồi còn bé tí, biết cả người vợ quá cố của tôi, biết được tôi từng ăn ở như thế nào, thu nhập ra sao. Và cuối cùng, tôi có tài sản, bây giờ lại nhận được chức vụ cao hơn. Tất cả những cái đó đều đã được đặt lên bàn cân rồi đấy ạ. Thế cô dâu là con gái ông ấy? Tôi sẽ kể cặn kẽ cho ngài nghe. Pavel Pavlovich nhăn nhở một cách dễ chịu. Xin ngài cho phép được hút một điếu. Với lại hôm nay ngài cũng sẽ thấy, thứ nhất, cánh công chức như ngài Fedosey Petrovich ấy ở Petersburg này thỉnh thoảng được đánh giá rất cao ở chốn công sở nếu như người ta kịp chú ý. Nhưng mà ngoài lương và tất cả những thứ phụ thu, những khoản phụ cấp, bổ sung, khen thưởng, trợ cấp một lần, thì không có gì cả, tức là không có tài sản lớn, cơ bản. Sống thì cũng sung túc đấy, xong lại không tích cóp được gì.
nếu như định dựng vợ gả chồng cho con cái, ngài cứ nghĩ mà xem, nhà ấy có những 8 cô con gái và một cậu con trai còn nhỏ. Nếu mà ông ấy mất thì chỉ còn mấy đồng tiền tuất thôi ạ, mà đây lại là những 8 cô con gái. Không, xin ngài hình dung xem, chỉ cần mua cho mỗi cô một đôi giày thôi thì số tiền phải bỏ ra sẽ là bao nhiêu? Trong 8 cô thì 5 cô đến tuổi lấy chồng, cô đầu năm nay 24 tuổi, một chàng tuyệt sắc, rồi ngài sẽ thấy. Còn cô thứ 6, 15 tuổi, còn học ở trường trung học. Với 5 cô con gái đầu, cần phải kiếm cho ra 5 vị hôn phu. Ông bố cố mà làm việc này cho sớm, có nghĩa là phải xuất đi tống tiễn cho nhanh, sao có thể kén cá chọn canh được, xin hỏi ngài. Rồi bỗng nhiên tôi xuất hiện, lại là vị hôn phu đầu tiên trong gia đình họ mà họ biết tường tận, tức là theo cái nghĩa gia tài thật sự mà tôi có. Đó, tất cả chỉ có thế thôi ạ. Pavel Pavlovich giải thích với sự say sưa thích thú. Chắc ngài cầu hôn cô chị cả. Không ạ, tôi không hỏi cô đâu. Tôi hỏi cô thứ 6, cái cô đang đi học ấy. Sao? Ben Chernenov bất giác cười khẩy. Ngài chẳng vừa mới nói cô bé mới có 15 tuổi. Bây giờ 15 tuổi, nhưng sau 9 tháng ấy, cô sẽ 16 tuổi. 16 tuổi 3 tháng, sao lại không được ạ? Hiện việc đó có vẻ như khiếm nhã, nên sợ tạm thời chưa có sự ưng thuận, chỉ có cha mẹ. Xin hãy cứ tin, rồi mọi chuyện sẽ tốt đẹp cả. Tức là hiện vẫn chưa xong? Không, xong rồi, mọi chuyện xong rồi. Xin hãy tin tưởng mọi chuyện đều tốt đẹp cả. Thế cô ấy có biết không? Mọi người giả bộ không nói năng gì về việc này, cũng chỉ là làm ra vẻ bề ngoài như vậy để tỏ ra lịch sự thôi ạ. Chứ sao lại không biết? Pavel Pavlovich nheo nheo mắt vẻ dễ chịu. Thế nào, ngài sẽ nhón tay làm phúc cho kẻ khốn khổ này chứ, Alexei Ivanovich? Ông ta kết thúc, nét mặt tỏ ra vô cùng bối rối ngượng ngùng. Tôi tới đó để làm gì? Và lại, anh vội nói thêm, tôi đã nói không đi trong bất cứ trường hợp nào, do vậy đừng có đưa bất kỳ lý do nào với tôi. Alexei Ivanovich, chả lẽ tôi lại ngồi cạnh ngài và đi cùng, thử nghĩ xem. Cái cảm giác kinh tởm khó chịu lại quay trở lại trong anh sau mấy phút nghe Pavel Pavlovich huyên thuyên về chuyện vợ chưa cưới. Có vẻ như chỉ một phút nữa thôi, anh sẽ tống cổ lão già này ra khỏi nhà. Anh thấy bực bội với chính mình vì một điều gì đó. Xin ngài ngồi xuống, Alexei Ivanovich, ngồi xuống cạnh đây và đừng bực mình nữa. Pavel Pavlovich khẩn khoản với giọng nói khá lọt tai. Đừng đừng, ông ta xua tay sau khi hiểu cử chỉ sốt ruột dứt khoát của Ben Chernenov. Alexei Ivanovich, xin hãy đừng quyết định vội. Tôi nhận thấy ngài có thể hiểu sai tôi, là vì tôi quá biết rằng ngài đối với tôi cũng như tôi đối với ngài, chúng ta không phải bạn bè chiến hữu. Tôi không mù quáng tới mức không nhận ra điều đó. Sự giúp đỡ mà hiện tôi đang trông chờ vào ngài hoàn toàn không gây ra điều gì ảnh hưởng tới ngài về sau này. Với lại ngay ngày mai tôi sẽ ra đi mãi mãi, đi hẳn, có nghĩa là không còn gì nữa ạ. Hãy để cho cái ngày hôm nay chỉ là một sự kiện. Tôi tới đây chỉ với hy vọng dựa được vào những tình cảm cao quý đặc biệt trong trái tim ngài, Alexei Ivanovich. Chính là những tình cảm mà thời gian gần đây có thể đã được khơi gợi trong trái tim ngài. Tôi nói vậy, đã rõ hay chưa ạ? Sự xúc động của Pavel Pavlovich lên tới cao trào. Ben Chernenov lạ lùng nhìn ông ta. Ngài yêu cầu sự giúp đỡ nào đó từ phía tôi, anh hỏi vẻ nghi ngờ. Và ngài mới dai dẳng khủng khiếp làm sao? Điều đó làm tôi nghi ngại. Tôi muốn được biết rõ hơn. Tất cả mọi sự giúp đỡ chỉ là đi cùng tôi thôi ạ. Còn khi nào trở về, tôi sẽ hoàn toàn cởi mở với ngài như thể xưng tội. Alexei Ivanovich, hãy tin tôi. Nhưng Ben Chernenov vẫn tiếp tục từ chối. Và càng từ chối quyết liệt thì càng cảm thấy trong đầu một ý nghĩ nặng nề độc địa. Cái ý nghĩ độc địa ấy đã từ lâu cựa quậy trong anh, bắt đầu từ lúc Pavel Pavlovich thông báo về chuyện cưới vợ. Không hiểu đó đơn giản chỉ là sự tò mò, hay đó hoàn toàn là sự hấp dẫn chưa rõ ràng nhưng lôi cuốn anh nhận lời. Và điều đó càng cuốn hút bao nhiêu, anh càng chống cự khỏe bấy nhiêu. Anh ngồi chống khuỷu tay và nghĩ ngợi.
Pavel Pavlovich xun xoe khúm núm ngồi bên cạnh và luôn miệng nài nỉ. Thôi được, tôi sẽ đi. Ventchenerov bất ngờ đồng ý một cách e ngại, gần như lo lắng, đứng dậy khỏi chỗ. Pavel Pavlovich mừng rỡ hết sức. Ôi không, Alexei Ivanovich, giờ thì ngài cần phải thay đồ. Ông ta mừng rỡ xun xoe quanh Ventchenerov đang thay quần áo. Xin ngài vận bộ đồ nào tươm tất một chút. Lão này chui vào nhà ấy làm gì nhỉ? Một người lạ lùng. Ventchenerov thầm hỏi. À, mà tôi không chỉ xin ngài một sự giúp đỡ, Alexei Ivanovich. Một khi đã đồng ý rồi, xin hãy vui lòng chỉ giáo cho tôi. Chẳng hạn, một vấn đề lớn, cái băng tang này ạ. Làm thế nào cho phải, bỏ nó đi hay vẫn giữ nó? Tùy ngài. Ấy không, tôi muốn được biết ý của ngài. Giả dụ ngài ở địa vị tôi, tức là ngài phải đeo băng tang này, thì ngài sẽ xử sự như thế nào? Theo thiện ý của tôi, nếu giữ lại, thì điều đó luôn khiến người ta hướng về phương diện tình cảm, tức có nghĩa là một kiểu giới thiệu mùi mẫn, bỡ đỡ. Đương nhiên rồi thì tháo nó ra. Chẳng lẽ lại là đương nhiên? Pavel Pavlovich nghĩ một chút. Không, tốt hơn vẫn nên giữ lại. Tùy ngài. Tùy thế, lão ta vẫn không tin mình, thế là tốt, Ventchenerov nghĩ. Họ đi ra. Pavel Pavlovich hài lòng nhìn Ventchenerov ăn vận bảnh bao. Thậm chí dường như trên mặt ông ta thể hiện nhiều hơn sự tôn kính và quan trọng. Ventchenerov ngạc nhiên vì ông ta, nhưng còn ngạc nhiên hơn đối với chính bản thân mình. Trước cổng, một cỗ xe ngựa tuyệt đẹp đang đứng đợi. Ngài lại còn đặt xe trước rồi cơ đấy, có nghĩa ngài tin chắc rằng tôi sẽ đi. Tôi thuê xe là cho bản thân ạ, nhưng cũng gần như tin chắc rằng ngài đồng ý đi cùng ạ. Pavel Pavlovich đáp lời với bộ dạng của một kẻ hạnh phúc viên mãn. Này, Pavel Pavlovich, Ventchenerov cười bức bối khi đã ngồi vào trong xe và xe bắt đầu chuyển bánh. Ngài quá tin tưởng ở tôi chăng? Chẳng lẽ không phải ngài, Alexei Ivanovich? Không phải ngài từng nói với tôi rằng tôi là một kẻ ngốc? Bằng giọng chắc nịch và thấm thía, Pavel Pavlovich đáp lại. Còn Lisa? Ventchenerov nghĩ và ngay lập tức bỏ ngay ý nghĩ đó, dường như sợ một sự báng bổ nào đó. Bỗng nhiên anh cảm thấy bản thân sao nhỏ mọn hèn mạt vào cái giây phút này. Cảm thấy cái ý nghĩ lôi cuốn anh sao mà ti tiện xấu xa. Và muốn bằng bất cứ giá nào vứt bỏ tất cả, ít nhất là lúc này nhảy ra khỏi xe. Thậm chí để làm điều đó có phải đạp lên người Pavel Pavlovich. Song ông này lại bắt đầu nói và cuốn hút lại xâm chiếm trái tim anh. Alexei Ivanovich, ngài có hiểu biết gì nhiều về các đồ trang sức quý không ạ? Những đồ nào? Những thứ trang sức từ kim cương ạ? Biết. Tôi muốn mang đến đó chút quà. Xin tư vấn cho tôi, liệu có cần không? Theo tôi không cần. Nhưng tôi rất muốn ạ. Pavel Pavlovich xê dịch. Chỉ có điều là mua cái gì? Cả bộ, tức là nhẫn, hoa tai, vòng tay, hay là chỉ mua một thứ? Ngài muốn trả bao nhiêu tiền? Khoảng 400-500 rúp gì đó. Ồ, thế là nhiều sao? Pavel Pavlovich sôi nổi hẳn. Chỉ cần mua một chiếc vòng độ lối 100 rúp. Pavel Pavlovich thậm chí lấy làm giàu lòng. Ông ta muốn chi nhiều tiền hơn và mua hẳn bộ trang sức. Ông ta nhất quyết. Họ cũng đi vào cửa hiệu. Cuối cùng thì họ cũng chỉ mua có một chiếc vòng tay. Song không phải cái Pavel Pavlovich muốn, mà là cái Ventchenerov chỉ. Pavel Pavlovich muốn mua cả hai chiếc. Khi ông chủ cửa hiệu đòi 175 rúp cho chiếc vòng, sau đó giảm xuống còn 150 rúp. Pavel Pavlovich thậm chí có vẻ không bằng lòng và sẵn sàng trả 200 rúp nếu như người bán yêu cầu, là vì ông ta muốn chiếc vòng phải được mua đắt hơn. Tôi có vội tặng quà cũng không làm sao, ông ta nói tràn đầy vui sướng ngất ngây khi hai người tiếp tục lên đường. Đấy chẳng phải chốn cao siêu, chỉ là chỗ bình thường mà. Tuổi ngây thơ thường thích quà. Ông ta cười danh mãnh và vui vẻ. Ngài Alexei Ivanovich vừa chẳng cười cái tuổi 15 của cô ấy sao? Điều ấy cũng gây ấn tượng cho tôi lắm chứ. Nhất là việc cô bé đang còn đi học, tay xách túi đựng sách vở, bút lông. Cái túi ấy quyến rũ những ý nghĩ của tôi. Thưa Alexei Ivanovich, chính là người dành cho độ tuổi thơ ngây trinh khiết.
Vấn đề đối với tôi chẳng phải chỉ là vẻ đẹp khuôn mặt, mà còn chính là ở chỗ ấy nữa. Cười rúc rích với đám bạn gái về cái việc con mèo nhảy từ tủ buffet xuống giường rồi nằm cuộn tròn trên đó. Có cái gì đó hệt như quả táo tươi tỏa hương ấy. Có lẽ tháo cái băng này ra nhé. Tùy ngài, tôi tháo đây. Ông ta tháo chiếc băng tang ra khỏi mũ, xé ra và vứt xuống đường. Van Gennerop nhìn thấy gương mặt của ông ta ánh lên tia hy vọng rạng rỡ nhất khi ông ta đội lại chiếc mũ lên cái đầu hói của mình. Chẳng lẽ lão thực sự là con người như thế? Anh nghĩ với nỗi tức giận thực sự. Chẳng lẽ thực ra lão mời mình đi cùng chẳng vì một cái gì? Chẳng lẽ trên thực tế lão chỉ lợi dụng lòng tốt của mình thôi? Anh tiếp tục nghĩ ngợi và gần như tự ái với giả thuyết cuối cùng. Và lão ta thực ra là ai? Thằng hề, thằng ngốc hay người chồng vĩnh cửu? Thật không thể chịu nổi, xét cho cùng. VTC Now.